Công cuộc đưa ngoại hạng Anh trở lại vừa tiến thêm một bước và hôm qua, 20 câu lạc bộ ở Premier League đã nhất trí phương án để các cầu thủ luyện tập bình thường. Đầu tuần này, chính phủ Anh đã cho phép các vận động viên được phép tiếp xúc gần hay va chạm trên sân tập với số lượng tham gia cùng lúc được nâng từ 4 lên thành 12 người, miễn là các điều kiện y tế được kiểm soát cẩn thận. Ngày hôm nay, ban tổ chức cùng đại diện các đội bóng sẽ tiếp tục có cuộc họp để tính toán những bước cuối cùng trong việc đưa ngoại hạng Anh trở lại. Với tỷ lệ 0,6% nhiễm bệnh trong giới cầu thủ qua hai lần xét nghiệm, các lãnh đạo ở Anh tin rằng đó không phải là mối đe dọa lúc này. Mới đây, Gary Neville cũng kêu gọi trên truyền hình rằng Premier League nên trở lại vào giữa tháng 6. 12 tháng 6 thì có thể là hơi sớm, nhưng chẳng có lý do gì để giải đấu không trở lại vào ngày 19 tháng 6. Tuân thủ quy định của chính phủ, câu lạc bộ Manchester City hôm qua đã tiếp tục tập luyện để sẵn sàng cho ngày trở lại của Premier League. Huấn luyện viên Pep Guardiola cẩn thận đeo cả khẩu trang lẫn găng tay ra sân, trong khi các học trò của ông thì tập luyện trong điều kiện hoàn toàn bình thường. Leroy Sané đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể sẽ là một nhân tố quan trọng trong 10 trận còn lại của Man Xanh ở giải quốc nội. Nếu ngoại hạng Anh trở lại vào ngày 19 tháng 6, các cầu thủ sẽ có 3 tuần nữa để luyện tập và sẵn sàng tranh tài với thể trạng tốt nhất. Với 92 trận đấu còn lại của mùa giải Ngoại hạng Anh 2019-2020, ban tổ chức giải đấu đang lên kế hoạch để phát sóng phần còn lại của mùa giải. Theo tờ Mirror, giải đấu số 1 nước Anh sẽ được phát sóng như một chương trình truyền hình dài tập mỗi cuối tuần. 10 trận đấu mỗi vòng sẽ được phát sóng chia đều cho 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Mỗi ngày sẽ có 5 trận được thi đấu nối tiếp nhau. Theo dự kiến của ban tổ chức, trận đầu tiên trong ngày sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa theo giờ địa phương, tức 18 giờ theo giờ Việt Nam, và mỗi trận đấu sẽ chiếm một khung phát sóng kéo dài 2 giờ. Các trận tiếp theo được thi đấu lần lượt vào các khung 14 giờ, 16 giờ, 18 giờ và 20 giờ, tương đương với 20 giờ, 22 giờ, 0 giờ và 2 giờ rạng sáng theo giờ Việt Nam. Sẽ không còn khung giờ truyền thống 21 giờ mỗi tối ngày thứ Bảy trong phần còn lại của mùa giải. Phần lớn các trận đấu sẽ được thi đấu vào cuối tuần, nhưng cũng sẽ có một số trận đấu được thi đấu vào giữa tuần. Khi đó, các trận sẽ thi đấu theo hai khung giờ, 0 giờ và 2 giờ theo giờ Việt Nam, tương tự như Champions League. Dù vậy, đây có thể sẽ không phải là lịch phát sóng chính thức của Premier League. Các câu lạc bộ của giải đấu cùng với ban tổ chức sẽ bàn luận và nghiên cứu để đưa ra lịch thi đấu cuối cùng trong cuộc họp diễn ra vào chiều nay. Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào ngày 12 hoặc 19 tháng 6, tùy thuộc vào kết quả thảo luận của các bên cho đến hết tuần này. Hiện tại, việc sắp xếp lịch phát sóng và thi đấu hợp lý đang là ưu tiên hàng đầu của Premier League, bởi giải đấu đang đứng trước những áp lực lớn về tài chính. Giải đấu sẽ phải trả cho các nhà đài nắm giữ bản quyền khoảng 340 triệu bảng dù mùa giải vẫn được hoàn thành. Còn nếu như 92 trận còn lại của giải đấu không thể diễn ra, số tiền bồi thường sẽ lên tới tổng cộng 762 triệu bảng. Phụ kiện được các ngôi sao Barcelona sử dụng trong buổi tập mới nhất của mình là chiếc khẩu trang có in logo của câu lạc bộ. Đó là một chiếc khẩu trang vải với họa tiết mang màu sắc chủ đạo của câu lạc bộ xứ Catalonia. Hình ảnh các ngôi sao đeo khẩu trang đến sân tập vừa mang tính chất tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vừa là một phương án kinh doanh của đội chủ sân Camp Nou, vì chắc chắn các cổ động viên của câu lạc bộ sẽ tìm đến cửa hàng của đội bóng để sắm cho mình một phụ kiện vừa thời trang, vừa đảm bảo sức khỏe, lại góp phần ủng hộ cho câu lạc bộ yêu thích. Ở một thông tin khác, giờ đây người ta đang dần quen với Gareth Bale trong hình ảnh một golfer thay vì một cầu thủ đá bóng. Trong một chương trình golf mới đây, ngôi sao người xứ Wales đã chia sẻ về việc bị các cổ động viên Real Madrid quay lưng. Tôi từng bị 80.000 cổ động viên huýt sáo vì chơi không tốt. Anh không biết đâu, rất nhiều người không thích tôi chơi golf, mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Bác sĩ khuyên tôi nên chơi vì nó tốt, nhưng truyền thông thì dè bỉu và cho rằng nó không tốt cho tôi. Năm nay 30 tuổi, Gareth Bale đã không còn được trọng dụng ở Real Madrid khi chỉ có 18 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Chẳng sao cả vì hiện tại Bale đã có golf bầu bạn và biết đâu anh sẽ tìm thấy niềm vui mới của mình ở một thể thao khác ngoài bóng đá. Trong khi đó, đội bóng hàng xóm của Real là Atletico Madrid đã tưởng niệm đến các nạn nhân của virus corona bằng một chiến dịch kéo dài 10 ngày. Lá cờ bên ngoài sân vận động được kéo xuống, còn các nhân viên bên trong sẽ mặc niệm một phút để tưởng nhớ những người đã khuất. Hãy mở đầu với tạp chí Thế giới Ngoại hạng Anh lúc 14:30 trên kênh Cả Cổng Phái Mạnh. Tạp chí nói về cuộc đời từ nhỏ tới lớn của chàng tiền đạo người Bulgari Dimitar Berbatov, một trong những trung phong có phong cách chơi lãng tử nhất của Man United. Sau đó lúc 15:15 là chương trình 1 kèm 1 với sự xuất hiện của hai bình luận viên Đức Huy và Hoàng Sơn. Hãy xem hai anh thể hiện kiến thức của mình thế nào ở khu cầu trượt và xích đu.
Vào buổi tối, trận cầu kinh điển Champions League sẽ là cuộc đọ sức giữa AC Milan và Liverpool năm 2005, đêm Istanbul huyền diệu. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ trên kênh Cà Cậu Phái Mạnh. Ngay sau đó lúc 20 giờ là chương trình The Facts and Views số 42, nơi nhà báo Phạm Tấn giải mã cuộc chơi bóng đá của Bầu Hiền. Và lúc 20:30, một tạp chí khác nói về cuộc đời của Luis Suarez, một trong những cầu thủ lắm tài nhiều tật tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trên kênh Cà Cậu Phong Cách lúc 20 giờ sẽ là ATP Tour 2020, nơi chúng ta nhìn lại thế giới tennis một cách chân thực nhất. Sau đó 30 phút lúc 20:30, tạp chí PJ Tour 2020 sẽ mang đến những thông tin giá trị về golf, môn thể thao luôn kết nối với xã hội. Đó là những chương trình hấp dẫn nhất trên Cà Cậu trong ngày hôm nay. Kính mời quý vị khán giả chú ý đón xem. Gói kênh trực tuyến My Cà Cậu Now giảm tới 50% giá thuê bao tháng, áp dụng tới hết ngày 30 tháng 6. Mua ngay!